moscow cảnh báo liên âu loại bỏ năng lượng nga là tự sát đặc phái viên nga tại liên âu là chiyo cảnh báo việc khối này quyết định loại bỏ năng lượng nga sẽ là hành động tự sát tôi nghĩ quyết định loại bỏ năng lượng nga ở một mức độ nào đó sẽ là hành động tự sát với các nước liên âu và thời điểm này trong khi đối với các chính trị gia đó là hành động tự sát chính trị Đặc phái viên Nga tại Liên Âu Vladimir Chiyo nói hôm 29 tháng 3, đặc phái viên Chiyo cũng đề cập tới quyết định trước đó của Tổng thống Vladimir Putin về việc yêu cầu các quốc gia không thân thiện phải mua khí đốt Nga bằng đồng rupee. Tổng thống thông báo phương thức thanh toán mới cho nguồn cung cấp đốt đã khiến họ bất ngờ, đồng thời làm cho các chính trị gia cùng các công ty năng lượng bối rối. Họ giờ đây đang bàn về vấn đề tìm đồng Ripple ở đâu. Ông Chiu nói thêm rằng cơ chế thanh toán mới sẽ được làm rõ trong những ngày tới.